Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, liệt sĩ là những người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của nhà nước, của nhân dân. Để tưởng nhớ, ghi công các liệt sĩ, nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi dành cho thân nhân của họ. Vậy thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ được tiến hành như thế nào? Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi một tình huống của chương trình. Ông Hiếu ơi. Thôi bà Sinh à, bà vào uống nước. Thế ông hôm nay không đi họp hội cao tuổi à? Tôi sợ ông ốm nên tôi đi chợ về vào thăm ông đấy. Thế tôi tưởng là ngày mai chứ nhỉ. Thế hôm nay là thứ bảy, họp hội cao tuổi, thế ông nhầm à? Ôi tôi chết rồi, đấy già rồi cứ lẫn lộn lung tung cả. Đấy, tôi là cứ nghĩ là hôm nay mới là thứ sáu đấy. Đây, tôi có ít hoa quả ở nhà, mang sang biếu ông. Ông chịu khó mà ăn nhá. Bà chủ đau quá. À này, bà chờ tôi ra hái cho bà một ít rau, mấy quả mướp về ăn. Vườn nhà tôi nhiều, tôi có một mình ăn không hết. Vâng, ông cho thì tôi xin. Nhưng mà ông bây giờ nhiều tuổi rồi, gớm lại nuôi gà này, trồng rau này, làm gì nhiều. Nó vất vả lắm ông ạ. Ông cố mà giữ gìn sức khỏe thôi. Tôi khỏe bà ạ. Đấy chỉ không phải cái là nó hơi bị đạm chí đi thôi. Đấy hôm vừa rồi trời mưa đi ra đóng cái cổng vào, thế là nó trượt chân ngã. Hơi đau đầu thì. Ôi chết. Thế thì ông phải đi khám xem có bị làm sao không nhá. Không, nó nặng thì tôi đã đi khám rồi. Đi các cháu nó điện về nó bảo tôi đi viện nhưng mà tôi bảo nó là thôi bố không sao cả. Sao ông lại cứ chủ quan như thế? Mình bây giờ nhiều tuổi rồi, xương khớp ấy nó không còn được như ngày xưa nữa. Thế mà mùa mưa bão thì đến rồi, nhà cửa thì dột nát, ông phải cẩn thận nhá. Đấy, hôm trước ấy là tôi đã phủ bạt lên cái chỗ dột rồi, mà tự nhiên năm nay lại sinh ra cái dột. Mấy thằng nhà tôi ấy, nó bảo là sang tháng là nó về nó sửa nhà cho bố. À đúng rồi đấy, ông sửa cái nhà này là đúng rồi. Mà tôi thấy cái nhà này là từ lâu lắm rồi, từ hồi các cụ để lại cho ông đấy. Ông cố gắng mà sửa đi nhá. Là bố tôi là sinh ra và lớn lên cũng ở cái nhà này. Rồi đến lúc ông đi bộ đội chiến đấu rồi hy sinh. Thế tôi thì ở với mẹ, với bà nội. Ôi thế mà tính nhà là cũng mấy đời rồi đấy. Cụ nhà mình trước đây là liệt sĩ nên cũng được hưởng chế độ hỗ trợ về nhà ở đấy chứ. Đấy, bà nhắc tôi mới nhớ. Hình như ấy, là thân nhân của gia đình liệt sĩ khi làm nhà, sửa nhà được chính quyền hỗ trợ đến mấy chục triệu đấy. Vậy thì ông phải lên phòng lao động thương binh xã hội xem cái thủ tục nhận hỗ trợ về nhà cửa như thế nào. Rồi về lo mà làm đi nhá, không có nhà cửa nó dột lát lắm rồi ông ạ. Được. Rồi thứ hai, để tôi lên tôi sẽ hỏi luôn. May mà bà nhắc tôi mới nhớ. Cảm ơn bà nhá. Đấy, tôi là cứ sợ tốn kém cái tiền của chúng nó. Cho nên là con cái cứ bàn sửa là tôi cứ gạt đi. Đúng đấy. Ông phải lo làm cho nó sớm đi. Mùa mưa bão đến nơi rồi. Mà thôi, muộn rồi. Tôi phải đi về đấy ông nhá. Từ từ. Bà chờ tí. Để tôi ra tôi đi hái mấy cái quả mướp về. Cái giải mướp nhà tôi năm nay xài lắm. Vâng ạ. Ông Hiếu có bố là liệt sĩ đã được công nhận. Hiện tại ông đang sống một mình trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Các con ông muốn xây lại nhà cho bố. Gia đình ông chưa biết sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ về nhà ở cho thân nhân liệt sĩ như thế nào và thủ tục ra sao. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với luật sư về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng ta cùng tìm hiểu một số quy định pháp luật về thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ. Thân nhân liệt sĩ bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng,
con và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Thì các cái chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm: thứ nhất là trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử, trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên, đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ bằng tổ quốc ghi công được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ. Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần. Thân nhân liệt sĩ được nhà nước mua bảo hiểm y tế, được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ về nhà ở theo chính sách của nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng. Thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng. Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tử tuất hàng tháng được trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ, chỉnh hình cần thiết, cần căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của nhà nước. Khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp. Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học. Như vậy, trong tình huống nêu trên thì ông Hiếu có bố là liệt sĩ đã được công nhận. Do vậy, ông Hiếu được hỗ trợ về nhà ở theo chính sách của nhà nước. Cụ thể thì căn cứ khoản 1, điều 55, nghị định số 31-2013 NĐ-CP, ông Hiếu được hỗ trợ cải thiện nhà ở tùy theo hoàn cảnh, công lao đóng góp của liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và khả năng của nhà nước, của địa phương. Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà ông Hiếu được hưởng và chỉ giải quyết một lần. Về hồ sơ thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ, thì hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ thì bao gồm: thứ nhất là giấy báo tử, thứ hai là bản sao bằng tổ quốc ghi công, thứ ba là bản khai tình hình nhân thân liệt sĩ theo mẫu, thứ tư là biên bản ủy quyền trong trường hợp ông Hiếu không trực tiếp đi làm mà con trai hoặc người khác thực hiện thủ tục. Về thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ thì có các cái bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất là đại diện thân nhân liệt sĩ nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Bước thứ hai là trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, Ủy ban Nhân dân cấp xã chứng nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ và gửi các cái hồ sơ tới Phòng Lao động Thương binh Xã hội. Bước thứ ba là trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội lập danh sách và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh Xã hội. Bước thứ tư là trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ ra quyết định trợ cấp một lần. Thưa quý vị, hiện nay chế độ ưu đãi cho thân nhân liệt sĩ được xem là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Đây là sự bù đắp về vật chất và tinh thần để đảm bảo thu nhập và an sinh xã hội cho thân nhân của liệt sĩ. Hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã có những thông tin hữu ích về thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ. Đến đây, chương trình chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.